Linh láng luôn. Quá trớn à. Dạ tới đâu nhỏ tới đó nha nè. Dạ họ gãy nát hết luôn á. Đèn thì hết pin, cãi thì xét. Không ngon lành hết. Ừ cái nấm. Này để ngang hết luôn. Ua. Rồi cái nấm dạ thấm hợp lên chuẩn bị chút chạy nhỏ nấm nở nha anh em, để mình giật mấy cái lô nấm búp cái nấm này trước thì hồi mình nhỏ nấm nở sao. Đứt chân hết luôn. Bố. Một vàng rơ. Rồi đụng ngay củi, củi nhọt luôn à, đi chạy dục dép nè. Rách dù luôn.
che rồi nằm ngã nằm nghiêng như thế này. Quá trơn. Cái gì đâu mà đặt nghẹt luôn à. Nãy bên đây gãy bên kia đẹp, đẹp luôn chán dữ vậy. Còn con gái nữa. Nó nhìn gì chết à. Bắt ngoài nhổ vô. Bắt ngoài nhổ vô. Ôi. Cái cái nó chán như ta. Lâu ăn quá. Trời nước nó tới ngoài luôn. Trời nước nó tới đây luôn. Ông nội cha lắm. Kinh khủng luôn. Trời nước luôn.
nó mới cực quá. Bỏ chạy đâu tiêu hết à. Ê, có lô đâu nổ nấm non thôi chạy mất tiêu hết rồi. Rồi đó. Giữ vàng phục nghiệp tú. Rồi, để nữa. Rồi đọc cơ. Còn này bị rắc nhiều quá. Hai ký mấy rồi nha anh em. Đại 5 ký chuyển sang. Hốt đắt bỏ vô nữa. Đã không bé Nhi kêu làm tăng men chở em vô đây. Rồi, hai đống. Xương xương. Bư cái còn sót không?
mình nhổ chứ không kịp sót quá. Rồi thôi bỏ vô bị thuốc nha anh em, cục gỗ lớn lớn quay nữa, gỗ nhỏ nhỏ nghỉ.